Xin kính chào quý anh chị và các bạn, tôi là Diệu Linh, hiện Linh đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hạn OBS, phụ trách khu vực OBS Mỹ Thành, phường Mỹ, Bình Định. Thì hôm nay Linh sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn cách mà đổ môi trường TCBS để có thể kiểm tra mật độ cùng với Pro trong ao nuôi tôm của chúng ta. Đầu tiên để đổ được môi trường TCBS thì chúng ta cần phải có môi trường để nấu TCBS này, 400ml nước sạch và trong một cái bình thủy tinh, cái cân để chúng ta có thể cân được cái lượng TCBS chính xác nhất, đũa thủy tinh để khói dung dịch và các cái đĩa để đổ môi trường. Đối với 400ml nước sạch thì chúng ta sẽ cân 36g môi trường TCBS. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đổ cái môi trường này vào trong cái ống đo. Ta sẽ dùng cái đũa thủy tinh này để khói đều lên. Sau khi mà ta khói tan đi cái hộ môi trường TCBS vào trong nước thì ta sẽ được một cái dung dịch như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ để cho dung dịch này ngồi khoảng tầm 5 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành đun trên bếp từ. Sau khi cái môi trường của chúng ta nó đã tan hết thì chúng ta sẽ tiến hành đun trên bếp từ ở nhiệt độ là 500 độ C. Chúng ta một lưu ý là chúng ta phải làm một cái nút bạc để đậy cái bình thủy tinh của chúng ta lại như này, để trong quá trình mà chúng ta nấu cái môi trường này lên đó thì nó sẽ hạn chế cái việc mà môi trường nó bị trào ra ngoài. Ta đun cho đến khi mà hỗn hợp nó sôi lăn tăn như vậy là được. Chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp và để nguội. Ta sẽ tiến hành đổ ra các cái đĩa Petri. Đây là tất cả các cái mỏ đĩa TCBS mà sau khi chúng ta đã đổ môi trường thì chúng ta sẽ đổ khoảng là tầm 1/3 đĩa và sau đó chúng ta để nguội, rồi chúng ta có thể tiến hành cái khủng. Thì đối với 400ml dung dịch nước và 36g TCBS thì chúng ta đổ sẽ được khoảng tầm 30 đến 35 đĩa và sau đó thì chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh và dùng dần để